không chỉ riêng gì phái nữ, cân nặng còn là nỗi ám ảnh chung đối với nam giới có nhiều bụng mỡ và mỡ thừa. Vậy các đấng mày râu đã biết cách giảm cân cho nam nhanh chóng, hiệu quả mà vẫn đảm bảo sức khỏe cùng năng lượng làm việc chưa? Phụ nữ thường duy trì các chế độ ăn uống khắc nghiệt và luyện tập để gìn giữ vóc dáng, còn nam giới lại ít có kinh nghiệm về các vấn đề giảm cân. Thực tế, nam giới cũng khó cưỡng lại sự hấp dẫn của đồ ăn khiến các chàng dễ tăng cân và kém hấp dẫn với phái nữ. Vì vậy, dưới đây là một số cách giảm cân cho nam mà bạn có thể tham khảo. 1. Thay đổi thực đơn ăn nhẹ. Bạn hãy học cách giảm cân cho nam tại nhà bằng cách thay đổi lượng thức ăn nhẹ nạp vào cơ thể. Hãy loại bỏ các thực phẩm đã qua chế biến bằng các món ăn nhẹ lành mạnh. Thay vì ăn hamburger khi cảm thấy đói, hãy thử các loại ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ. Hoặc thay các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ như khoai tây chiên, bánh mì ngọt bằng các loại salad và sữa ít béo hoặc sinh tố trái cây. Là nam giới, bạn thường tiêu hao nhiều năng lượng hơn và dễ cảm thấy đói hơn. Một bữa ăn nhẹ lành mạnh, ít chất béo sẽ vừa cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể bạn đồng thời vẫn đảm bảo sức khỏe mà không sợ bị tăng cân. 2. Cách giảm cân cho nam bằng nước lọc. Nước lọc rất cần thiết cho cơ thể và sức khỏe của bạn vì nước cung cấp các chất chống lại bệnh tật, hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ bắp săn chắc hơn. Ngoài ra, đàn ông khi thực hiện cách giảm cân cho nam bằng nước sẽ tăng khả năng no lâu và bạn sẽ tiêu thụ được ít thức ăn hơn. Không chỉ vậy, khi bạn thiếu nước, cơ thể sẽ bị đánh lừa rằng bạn đang đói và đòi hỏi bạn phải nạp thêm thức ăn. Do đó, bạn hãy luôn uống đủ nước mỗi ngày để không chỉ giảm cân mà còn nhận được nhiều lợi ích sức khỏe. Nếu bạn muốn thay đổi khẩu vị để có thể uống nhiều nước hơn giúp giảm cân nhanh mà vẫn đảm bảo sức khỏe, hãy dùng thử nước trà xanh không đường, chứa EGGG, một chất chống oxy hóa giúp cơ thể đốt cháy chất béo nhanh hơn. 3. Ăn các bữa ăn có chứa bạc hà. Một cách giảm cân cho nam nhanh chóng mà vẫn đảm bảo sức khỏe khác là bạn hãy ăn kẹo cao su bạc hà không đường hoặc sử dụng kem đánh răng có hương vị bạc hà. Nghiên cứu chỉ ra rằng, hương vị the mát của bạc hà sẽ gửi tín hiệu đến não của bạn giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn. Bạc hà cũng điều chỉnh vị giác của bạn, tăng cảm giác no và bạn sẽ không còn muốn thêm khẩu phần ăn hay dùng thêm các món tráng miệng nữa. 4. Cách giảm cân cho nam bằng tập luyện. Một chế độ ăn uống hợp lý và lành mạnh vẫn không đủ nếu bạn không kết hợp điều đó với việc luyện tập thường xuyên. Hãy bắt đầu ngày mới bằng việc rời khỏi chiếc giường thân yêu của bạn và thực hiện các bài tập chống đẩy mỗi sáng. Bài tập này sẽ giúp bạn có một ngày năng động với một cảm giác thành công, đồng thời rèn luyện cơ thể bạn trở nên săn chắc hơn. Khi bạn đã thuần thục hoặc chán các bài tập này, bạn có thể chuyển qua các bài tập khó hơn hoặc kết hợp nhiều bài tập cùng nhau. Nếu bạn là một người yêu thích gym hay thể hình, hãy đến các phòng tập hay các trung tâm thể hình để được luyện tập cùng các dụng cụ chuyên dụng, hoặc được hướng dẫn cụ thể hơn bởi các huấn luyện viên. Cách giảm cân cho nam này sẽ giúp bạn có thêm động lực giảm cân nhanh chóng và có một thân hình săn chắc đầy cuốn hút. 5. Nhịn ăn và thải độc cơ thể. Có rất nhiều cuộc tranh luận về hiệu quả của việc nhịn ăn và thải độc cơ thể. Tuy nhiên, một số người vẫn thực hiện cách giảm cân cho nam này mỗi năm một lần vì có thể giúp họ giảm cân và họ hấp thụ các chất dinh dưỡng hiệu quả hơn. Sử dụng các phương pháp thanh lọc và giải độc cơ thể này cũng giúp bạn thiết lập lại vị giác để bạn có thể đánh giá và lựa chọn các thực phẩm an toàn hơn. Một điều lưu ý là bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia hay bác sĩ để lựa chọn quá trình thải độc phù hợp với sức khỏe của mình. 6. Ăn kèm các loại sốt cay. Một mẹo nhỏ bạn cần biết nếu muốn giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể, đó chính là ăn kèm các loại sốt cay như tương ớt, sốt cà chua, sốt mù tạt. Thực tế cho thấy hương vị cay nồng của các loại sốt này sẽ sinh nhiệt làm bạn ăn chậm lại và giảm khẩu phần của bữa ăn xuống. Nghiên cứu còn chỉ ra rằng ớt kìm hãm sự gia tăng các mô mỡ và bạn có thể tăng tốc độ trao đổi chất nhờ vào các hợp chất trong ớt. Chính vì vậy đây là một trong những cách giảm cân cho nam giới nhanh chóng mà vẫn đảm bảo sức khỏe. 7. Tập yoga thường xuyên là cách giảm cân cho nam. Bài tập yoga hay thiền là một trong những hoạt động làm giảm căng thẳng đầu óc và tốt cho sức khỏe của bạn, đặc biệt là những người muốn giảm cân. Ngoài ra, các bài tập yoga còn giúp thư giãn cơ thể, giảm béo bụng và cân bằng các vùng cơ bắp trên cơ thể để bạn đạt được vóc dáng săn chắc chuẩn nhất.
Nghiên cứu chỉ ra rằng, khi bạn trong trạng thái thanh tịnh và ít căng thẳng, mức cortisol sẽ thấp đi, nghĩa là cơ thể của bạn sẽ lưu trữ ít calo chất béo hơn và bạn sẽ giảm cân nhanh hơn. Châm cứu và xoa bóp cũng làm giảm mức độ viêm trong cơ thể, một tác nhân khác khiến bạn dễ bị tăng cân. 8. Không ăn uống tùy tiện. Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân, bạn không nên ăn uống một cách tùy tiện, ăn không đúng giờ giấc hoặc ăn không kiểm soát mà nên tạo cho bản thân một bộ thực đơn giảm cân phù hợp. Đàn ông thường hay ăn uống khi xem đá bóng hoặc khi đang làm việc. Điều này sẽ làm bạn dễ tăng cân, béo bụng và gặp các vấn đề về dạ dày. Hãy tập cho mình thói quen chỉ dùng bữa trên bàn ăn hoặc trong nhà bếp, bạn sẽ ăn uống có quy tắc và lựa chọn thức ăn phù hợp hơn. Việc điều chỉnh ăn uống hợp lý sẽ mang lại cho bạn những lợi ích không ngờ trong thời gian dài và giúp bạn đạt được mục đích giảm cân của mình. Cho dù bạn là phái mạnh thì bạn vẫn khó có thể chống lại cơn đói hay sức hấp dẫn của đồ ăn dễ làm bạn tăng cân. Hy vọng rằng với các cách giảm cân cho nam nhanh chóng mà vẫn đảm bảo sức khỏe trên sẽ giúp cho bạn có được những thông tin hữu ích trong việc hoàn thành các mục tiêu giảm cân một cách hiệu quả nhất. Link mua phẩm các sản phẩm liên quan mình để ở dưới mô tả và bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.